Hôm nay Tuấn sẽ ghép cho các bác chiếc âm ly mini. Dòng này có 299k đấy ạ. Thì cái thú chơi âm thanh thì báo cáo bác là mỗi một người thì có một cái sở trường chơi âm thanh nó riêng. Bác nào nhiều tiền thì chơi theo kiểu nhiều tiền. Còn đây là một những dòng âm ly hoặc là những cái dòng loa có cái mức giá bình dân để cho các bác các chú đón nhận chơi âm thanh với một mức ngon bổ rẻ tiền. Em Tuấn thì không nhất thiết là cứ phải ngày xưa loa cứ mấy chục triệu, năm bảy chục triệu hoặc bao nhiêu. Thật ra là có cung thì sẽ có cầu thôi, mà có cầu thì sẽ có cung cấp thôi, nhưng mà cái số lượng các bác các chú các anh đam mê âm thanh thì tiền kinh tế nó hạn hẹp. Thì hôm nay em giới thiệu bộ này, các bác có thể, đây con này này, âm ly này các bác có 299k, nhưng mà nó có thể đánh ghép cho âm ly ô tô, xe máy, ô tô hoặc tất cả các phòng phòng nhé, các phòng họp hoặc phòng nghe nhạc của bác hoặc phòng nhỏ hoặc là ký túc xá, tóm lại là tầm vừa tiền 299k. Và các bác nhìn cái model này thì báo cáo bác là tất cả cái con này thì đa số là các bác khi bác gõ search lên thì hầu như là người nước ngoài họ dùng nhiều, chứ Việt Nam mình ít có này. Còn đôi loa này là đôi loa Harman, loa Harman này có mức giá là 460.000 một chiếc, này. Bác nào lấy một đôi Harman này em để cho bác 900k. Còn có âm ly này là âm ly này 299k, con này còn còn có một cổng súp riêng nhé. Đây cổng súp em để riêng đây, em chưa lắp. Chút nữa em sẽ lắp kẹp đánh thêm con súp này cho bác xem. Em sẽ test, em sẽ giới thiệu sau cho bác. Đấy, còn bây giờ em sẽ vào bản test luôn. Đây, vào bản test luôn này. Em đang phát không dây vào chiếc âm ly 299k này. Phát không dây luôn ạ. Này. Volume to nhỏ này có tác dụng là tắt cả nguồn luôn, tắt nguồn tại đây luôn. Đây là có volume to nhỏ này, có chỉnh bass chest này, và đặc biệt là con này có volume của nguyên con súp luôn, cổng súp. Đấy, ok chưa? Loa cao 20 đấy. Sẽ độ thêm con súp này nhá. Thank you.
Bác thấy không? Con súp này đánh phê luôn. Con súp này 380k bác nhé. Con súp này các bác gắn trực tiếp vào thành vách ô tô luôn, hoặc cái hộp vào đấy chẳng hạn, để bác test, hoặc là thành vách của cái hộp xe máy ấy, cái cốp xe máy nó có hộp ấy. Hộp cốp xăng ấy. Ốp thẳng vào luôn cái chỗ để thế. Đánh súp phê luôn nhé. Con súp này còn phê 380k. Còn con loa này, Hackman này, con loa Hackman này có bốn mức giá là 460k một chiếc. Còn một đôi là 900k. Âm ly này có mức giá là 299k. Bác nhé. Đây.